Alo alo, và nay trong video ngày hôm nay anh chị có thể thấy là một phiên tiếp tục đinh sình chán nản nữa rồi. Trong video tối ngày hôm qua em có chia sẻ là và đi hôm qua là hồi phục rất tốt đúng không? Nếu tận dụng được cái hiệu ứng hồi phục ngày hôm qua tạo ra những sự hưng phấn, thu hút dòng tiền đứng ngoài thị trường quay trở lại vào phiên ngày hôm nay á, chúng ta sẽ tận dụng những yếu tố hồi phục đấy, hưng phấn đấy, chúng ta canh cơ cấu bán ra, đừng có bị cuốn theo mua là ok. Đúng không? Lúc đấy VN mình tăng rất là thấp. Nó không có bền vững, nó không tích lũy, nó không xây nền đi lên từ từ. Giống như xây nhà mà không có móng vững chắc thì nó không có bền. Thì chúng ta chỉ canh chúng ta bán thôi chứ không có phù hợp cho việc mua. Nó là như thế, nhưng mà thực tế hôm nay như thế nào? Thực tế hôm nay là gì? Đội họ cũng không muốn mở hưng phấn luôn, họ mở linh sinh bình thường. Thậm chí có một số mã cổ phiếu là nó mở gấp đao buổi sáng nữa. Và hôm nay có những nhịp họ đánh lên, hồi phục rất tốt trong phiên, nhưng mà không có những sự bùng nổ về mặt thanh khoản. Anh chị nhìn thanh khoản cả ngày hôm nay anh chị thấy nó không bùng nổ về mặt thanh khoản, cho thấy là dòng tiền đứng ngoài họ cũng dè chừng, họ chờ những cái mốc thấp hơn như là 1.200 hay là 1.000 họ mới tham gia. Kế tiếp là gì? Bản thân các đội họ cũng không có muốn mở hưng phấn, họ đang muốn tái tích lũy trở lại, họ đang có những động thái muốn tái tích lũy trở lại. Thì khi mà những động thái họ muốn tái tích lũy trở lại thì dư địa thị trường vẫn còn nha. Như thế lưu ý ha. Nhưng mà có thêm một cái yếu tố thứ hai lưu ý nữa là phiên ngày hôm nay là có động thái đạp trong ATC. Phiên ngày mai là anh chị lưu ý nha, là phiên hàng về của phiên ngày thứ ba, là cái phiên giao dịch đầu tiên sau nghỉ lễ, cái phiên sợ Covid á. Phiên ngày mai là phiên hàng về của phiên đấy. Thì khả năng sáng mai nó sẽ có, vì yếu tố đạp ATC ngày hôm nay, ngày mai nó sẽ có những yếu tố mở gap down chẳng hạn. Có nghĩa là sẽ có rung lắc vào sáng ngày mai. Anh chị lưu ý ha. Nhưng mà rung lắc khả năng nó không có test về lại cái nền sâu đâu. Tại vì test về lại thì đó là cơ hội của dòng tiền đứng ngoài họ vô họ bắt. Thì không có đâu. Họ chỉ muốn rủ cái lượng hàng bắt đáy thôi. Nhưng mà anh chị mình phải xét trên nhiều con và tùy theo mỗi con nó có vận động khác nhau. Chúng ta không đánh đồng toàn bộ được. Chúng ta sẽ đi vào phân tích từng con nha. Rồi, đầu tiên là dòng ngân hàng nè, ACB nè. ACB nhìn chung thì anh chị thấy volume hôm nay rất là bé. Tăng lên đóng cửa, không giá cao nhất. Thì ngày mai có một phiên test đỏ. Đúng không? Volume bé. Đấy. Đang diễn biến rất ok. Đánh vượt lên. Đấy, không bứt được, không cao nhất. Thì mai nó test lại một cây. Volume bé. Nhìn chung cứ liên tục vài phiên tích lũy như thế này thì ACB nó sẽ tăng tiếp. Vấn đề volume nó không có thoát ra là chuyện bình thường rồi anh chị ha. Đội họ đang đỡ lại thôi. Và rất nhiều anh chị có nói với em là nhiều khi ACB nó hơi chán em. Đúng rồi anh chị, yếu tố tích lũy trở lại vài phiên chính là yếu tố tạo ra sự chán nản đó. Để anh chị mình bán ra bớt, anh chị có thể đu qua con Techcombank chẳng hạn. Nó là như thế, đúng không? Đấy, họ sẽ đu qua những con khác đó, nó hấp dẫn hơn. Thì lúc đấy ACB nó vô tình nó làm cho con tàu của ACB nó nhẹ hơn. Đó chính là những ý đồ mà họ muốn đánh lên. Nó là như vậy, lưu ý ha. Rồi nhìn chung cứ cầm bình thường thôi. Điểm mua thì em nghĩ không nên đâu nha, cứ cầm thôi. Tiếp theo là MBB. Anh chị thấy không? Nó bán xuống kem này nó lắp gáp nè. Hôm nay là một phiên lắp gáp thành công nè. Nè, có lắp cái gáp nè. Anh em mở to là anh chị dễ nhìn nha. Nè, lắp cái gáp nè, giật chân lên. Volume cũng không bé lắm, cũng trung bình thôi, cũng tương đối còn lớn nha. Nếu volume nó còn lớn như thế này, mặc dù nó lắp gáp được nhưng mà volume nó hơi lớn thì khả năng nó vẫn phải tiếp tục tích lũy. Nó chưa có nổ liền được đâu. Nó phải tích lũy tiếp ở giá 31 chấm mấy này. Lưu ý ha, ngày mai mà nó có lình xình ở đây tiếp anh chị mình cứ cầm nha. Anh chị đã lỡ không có bán được ở trên này rồi á, thì ngày mai nếu mà nó hồi xanh lên á, sáng mình nếu có nó đỏ, nếu mà nó đỏ thì đừng có bán sớm nha, nếu mà nó xanh lên thì cũng canh bán đi nha, quanh quanh giá 31 mấy á, xanh lên được thì bán đi ha. Đấy, không bán được đỉnh rồi thì bán được cái giá xanh này là ok rồi. Đó là những anh chị mua ở dưới này nè, anh chị không chốt được giá này đúng không, nó vòng về đây đúng không, mai nó có đỏ sớm đừng bán, chờ nó hồi lên cả bán là ok nhất nha. Đối với MBB, nó tích lũy vài phiên mà nó thành công á, thì nó sẽ chạy tiếp. Anh chị đừng có lo, nhưng mà thành công hay không thì mình để xem đã. An toàn cứ bán ra bớt, lưu ý ha. Rồi. Với lại hôm nay nè có cái nhịp hút xanh lên nè. Hôm nay anh chị mình cũng bán được nè. Đúng không? Đấy anh chị mình cái video ngày hôm qua em có chia sẻ đấy. Lắp hồi là bán liền, lưu ý ha. Tiếp theo, BID. Nè thấy không? Vẫn chán nản đúng không? Vẫn chán nản nè, volume tương đối bé nè. Đây. Bình thường. Những con lình xình như thế này nè. Với lại con này thì ngày mai nó cũng không ảnh hưởng gì mấy đâu anh chị ha. Con này có ai bắt đáy đâu, volume bé tẹo như thế này nè. Không sao hết. Cứ nó đang tạo ra một cái biên tích lũy ở đây tương đối tốt. Cứ chờ ha, cứ chờ bình thường. Con này anh chị thấy đâu ảnh hưởng gì đâu. Đúng không? Đấy. Tiếp theo là CTG. CTG thì sao? Nè, lắp gáp nè, lắp gáp nè. Ôi trời, volume vẫn còn to nha.
Volume 10 hôm nay thấp, mặc dù thấp hơn hai phiên trước nhưng mà 19 triệu luôn cũng tương đối lớn đấy. À, mà lớn mà bị bán ngược mà không đóng được giá xanh mà đóng giá đỏ như thế này thì giống như video ngày qua em có chia sẻ rồi đúng không? Lắp cái gáp hồi lên nè, cái nhịp hồi này là cái nhịp em nói đó. Hồi lên nhưng mà thanh khoản không bùng nổ đấy, hồi lên như thế này đáng lẽ trong phiên anh chị phải bán nè. Còn tới bây giờ anh chị mình chưa bán thì khả năng ngày mai nó có giá đỏ dưới này nè, thì anh chị đừng có bán sớm nha, để nó hồi lên lại quanh quanh 42 rồi hẳn bán, lưu ý vấn đề này nha. Rồi đó là CTG. Tiếp theo HD băng. Đấy, HD băng này những cái nhịp như thế này là anh chị nên bán nè, để nó vòng về dưới này thì nhìn chung volume bé này cũng bình thường thôi, nhưng mà canh bán nha. À, cứ canh quanh quanh giá này là bán là được rồi ha. Điểm mua là em vẫn giống video trước, cái điểm mua không còn đâu, lưu ý vấn đề này nha. Xong ngày mai mới có điểm mua, còn hiện tại bây giờ ngày mai mà mới sáng cũng chưa có điểm mua đâu nha, cho họ test xong cái phiên hàng về cái đã rồi mới xuất hiện những cái điểm mua, lưu ý ha. Rồi Liên Việt nè anh chị thấy không, nhớ chặn lãi nha. À, cứ lo chốt mà chặn lãi nha, đừng đừng có để nó vòng xuống nha, rất là ổn nha, lưu ý nha. Rồi SHB nè, à, hôm nay chia cổ tức nó chưa có cập nhật cái chart. Nhìn chung là gì, những cái động lực tăng giá của SHB bắt đầu dần dần nó hết dần rồi. À, người ta cầm bị cổ tức này kia nó cũng đã xong rồi, thì để chờ xem ngày mai những cái phiên tới khả năng là gì, con này đang hết động lực tăng giá, chị lưu ý vấn đề này nha. Đấy, thành ra nói chung con này cũng hơi phân tích khó phân tích ha, nó không có đi theo một cái gì cả, ý chí nhà tạo lập quá lớn đi, lưu ý vấn đề này. Rồi tiếp theo là STB ha. STB à, STB hôm nay về volume thì nó khá là ok, volume khá bé không vấn đề gì nha. Con này nếu mà nó tiếp tục tích lũy quanh giá 24 này khả năng nó lên mạnh hơn nữa đó ha, nếu mà nó không tăng liền nha. Tăng liền thì em không nói, tăng liền thì anh chị cứ chặn lại chứ canh chốt tiếp, nhưng mà nếu nó không tăng mà nó tích lũy lại ở quanh giá 24 như thế này mà volume nó bé dần nha, volume không được to nha, volume to là không ổn nha, volume to khả năng nó phân phối. Còn nếu mà vô nó bé dần là ok, thì con này sẽ có một nhịp đánh mạnh hơn nữa lên giá 30. Đúng không? Anh chị nghe nhiều cái tin là con STB đánh lên giá 30 đúng không? Nhưng mà nó phải thêm một số những yếu tố đó nữa thì nó mới thành công cho cái việc này. Lưu ý ha, cứ quan sát thêm. Anh chị nào mua rồi thì cứ nắm, anh chị nào chưa mua thì quan sát nha. Lưu ý. Rồi, Techcombank rất mạnh đúng không? Vào ba cây tiền nè, cái nào cũng trên 25 triệu cổ phiếu hết. Rất kinh khủng. Mà khi họ vào tiền liên tục như thế này á, khả năng phiên ngày mai nó cũng không ảnh hưởng gì đâu nha. Cái con này bản chất này nè, những cái phiên bắt đáy này đâu ai bắt đâu, ai cũng sợ con này, anh chị chê nó chán nản này kia đúng không, rất nhiều anh chị không có thích con này, nó nặng này kia, nó chiết khấu lâu này kia, cầm lâu không không chạy nhanh này nọ đúng không, đã bắt đầu đánh úp lên một cái là lúc đấy là gì, à, tiền vô mà ầm ầm liên tục như thế này, liên tục ba phiên sát nhau chứ không phải là vô theo kiểu mà vô một cây rồi rủ lại cái nền dưới xong mà mới vô tiếp. À, nó đánh kiểu khác, những con đánh rủ nền dưới ví dụ như con CTG này lên cái rủ lại rồi đúng không, MB lên cái rủ lại nè, lên cái nhũ nhẹ lại nè, đúng không? Đây những nhịp lên là rủ, còn Techcombank là lên thẳng luôn, dòng tiền cực kỳ quyết liệt. À, anh chị nhìn trong phiên nó lệnh toàn là trên 100k mà, từ 70 mấy k trên 100k liên tục, không có nhà đầu tư cá nhân nào đủ tiền lớn mà vô nhiều một lần mà trong một cái khoảnh khắc vậy đâu. Ha, là đội họ vào đấy, và những dòng tiền lớn mà họ vào liên tục ba cây như thế này khả năng họ phải, tại vì sao? Họ đã đưa tiền vào rất lớn ở cái quanh quanh cái vùng này rồi, họ phải đánh lên một cái giá cao hơn nữa để họ phân phối cho anh chị nhà đầu tư cá nhân đúng không, họ không thể nào mà họ đánh lên khoảng tầm một hai giá với cái volume mà tiền cả cả ngàn tỷ như thế này mà họ đánh trong vài phiên được, họ phải đánh lên cao cao một chút để họ phân phối. Thì đây là những yếu tố tiền vào rất tốt thì nó rất là an toàn cho anh chị mình nắm giữ nha. Rồi TP Bank nè, TP Bank có nhịp mà lên được 29 luôn nè, à thì anh chị mình phải bán nha. Đấy, để nó vòng lại như thế này nè là lại mất thời gian nữa. Đúng không? Volume thì cũng bé thôi, không gì. Bản chất con này volume nó bé mà. Cái vấn đề là đội họ chưa lắm. Họ phải gom lại thêm hàng, yếu tố tích lũy chưa đủ. Thành ra là em có nói rồi không? Úp lên cái gap này mà gần giá 29 là phải bán, còn để nó vòng lại rất là dở. Vòng lại lại chờ thêm ở đây nữa. À, rất là mất thời gian. Rồi. Vietcombank nè, về lại nền. À, Vietcombank quan sát nha, nói chung bây giờ mà nếu thật sự anh chị có tiền á, anh chị đừng có mua vội, và anh chị chú ý giúp em những con trụ ha. Điểm mua thì em sẽ báo trong room khách hàng rồi, em không thể nào báo cho ngay bây giờ được tại vì chưa đủ điều kiện, lưu ý ha. Rồi vi văn nè, canh nhớ chặn lại mà chốt nha, không tư vấn gì thêm đâu. Rồi tiếp theo dòng dầu khí đúng không, dầu khí hôm nay là có những nhịp mở gáp nè, anh chị thấy mở gáp nhưng mà thanh khoản nó không tăng, có nghĩa là sao, không có yếu tố mua đuổi gì cả, thế là họ quay đầu họ test. À, họ test vô cũng bình thường, không vấn đề gì nha. Nhìn chung là gì, dòng dầu khí nếu nha, nếu mà nó tăng lên luôn á thì em mới sợ, tại vì nó giảm một hai phiên mà tăng liền như thế này là nó không có bền đâu, lên đây nó gặp kháng cự ngay. Còn nếu mà nó yếu tố nó tăng nửa đường mà nó điều chỉnh về mà nó tích lũy lại ở đây thì thật sự rất là tốt.
Đây là chuẩn một cái mẫu hình đánh gãy nền vũ luôn, gãy nền vũ tích lũy lại bật lên tiếp. Đây là chuẩn về một cái mẫu hình luôn. Thì nó đang diễn biến khá là ok. Nếu như nó diễn biến thật sự tốt ở đây á, thì anh chị mình có thể quan sát lại con này và đừng có bán vội nha. Hãy lưu ý ha. Tại vì sao? Nếu mà nó lên liền á, nó sẽ lập tức nó gặp liền, nó hồi thóc là nó gặp kháng cự, nó bị bán mạnh liền. Còn nếu mà nó chủ động, nó không hồi lên mà nó tích lũy lại ở đây, chứng tỏ là nó muốn hấp thụ lại cái lượng kháng cự này. Thì nó hấp thụ thành công thì khả năng nó sẽ đánh lên tiếp. Lưu ý vấn đề này nha, nhưng mà nó sẽ tương đối mất thời gian. À, nó mất thời gian ở đây vài phiên. À, lưu ý ha, bây giờ con nào nó cũng vậy thôi. Đấy, thị trường bây giờ là anh chị mình có một cái câu hỏi như thế này là anh chị mình bán ra đúng không? Anh chị mình cũng rất là khó để anh chị mua lại. À, mua những cái con nào rất khó có điểm mua ở thời điểm hiện tại. Ha, cho nên bây giờ khuyến nghị của em là cầm dòng nào cứ cầm yên dòng đó đi, đừng có nhảy nhót, đừng có nhảy qua nhảy lại gì cả. Ai có dòng băng có lời, à cầm tiếp bình thường. Ai không có dòng băng vô không kịp, à thì thôi. Cơ hội nó sẽ xuất hiện khi thị trường có những nhịp rung lắc. Đừng có vào đuổi dòng băng để làm gì cả. Lưu ý vấn đề nha, còn ai cầm dòng nào cứ yên bị dòng đấy sẽ tới lượt, anh chị lưu ý ha. Đấy. Chủ bây giờ yếu tố tích lũy của nó tương đối tốt đấy, nhưng mà cái vấn đề là gì? Chủ nó cần thời gian anh chị. Bây giờ nhiều anh chị vẫn còn cầm chủ lắm. Thành ra bây giờ nếu mà muốn chủ chạy ngay chưa chạy liền đâu. Nhiều khi mua qua nhiều chưa chắc chạy. Ha, chưa chắc là chủ sẽ có điểm mua tốt đâu. Nhiều khi mua qua nó chưa chạy liền đâu. Lưu ý ha, thành ra cứ quan sát cái đã, đừng có hành động vội. Nè, con BVS là tương đối tốt nhưng mà mấy con khác nó không tốt lắm nha, ví dụ BVD là bị bán ngược nè. À, BVD thứ nhất là nó không giữ nền, thứ hai nó không đi ngang, thứ ba chiết khấu quá lớn. Vol nó lèo tèo quá. Nó không có vô một cách quyết liệt như con này. À, từ từ trước tới giờ thì BVS lúc nào nó cũng đi nó chặt chẽ hơn và nó an toàn hơn con BVD, nó là vậy. Ha, lưu ý ha. Những con khác là như thế nào? BVT cũng tốt nè, vol cá bé ha. Lên kháng cự dài như thế này mà bị bán như thế này là tương đối ok đấy. BVB. À, con này giống con BVD chiết khấu sâu quá. À, con này có những sự tụt giảm biên độ khá lớn nhưng vô lại rất bé nha. Đấy. Nhìn chung điểm chung đúng không nè, đang hồi phục rất tốt nè, con này có xu hướng tạo đáy dần nè. Đấy, nhưng con này cũng tương đối tốt nè, gáp giữ tốt nè. Đấy, nói chung dòng dầu khí nhìn chung hôm nay là có những nhịp retest trở lại thôi. Tương đối ok nha. Ừ. Tiếp theo là nhà nhà Vinh. Nhà Vinh thuộc dạng dòng trụ thì đương nhiên cái việc mà nhà Vinh mấy bữa nay nó tích lũy nè, vô nó cạn và nó lình xình nó chán là chuyện hiển nhiên, là nó là trụ trụ con nào nó cũng vậy cả nè. Anh chị thấy không, điểm chung là tích lũy vô cạn dần, đây vô cạn dần tích lũy ha, giữ nền thôi. Con nào cũng vậy, vít nè, giữ nền nè, vít rất đẹp nha. Đấy, VRE nè, xuống này nó không bị bán nữa đâu anh chị, nó chỉ là giữ nền và nó cạn dần thôi ha. Đấy, những con này đó là những con lưu ý nè. Về tới đây thì anh chị mình cũng tránh bán ra nữa. Tại vì sao? Nó sẽ có những nhịp nó hồi lên trong vài phiên tới ha. Hồi mình không kỳ vọng nó hồi lên giá này đâu ha, nó hồi lên tầm tầm đây thôi là ok rồi. Lưu ý cái vấn đề này ha, đã tới đây rồi đừng có bán vội nha, chờ nó hồi lên một tí là hãy bán. Lưu ý ha. Rồi phân nè, hôm nay vẫn lên tốt nè. Con này điển hình cho một con nè, vô tiền nè, bán xuống vô bé lắp gáp giật lên vô tương đối tốt. Đấy, những con như thế này là không bị áp lực bán lớn nè. À, thành ra nó kéo tiếp là chuyện rất bình thường. Ngày mai con này có ngày giao dịch không hưởng quyền nè. À, rồi những dòng như này anh chị thấy không, vẫn tích lũy thôi, nó cũng không có đẹp mà nó cũng không có xấu gì cả, nó chưa có yếu tố dòng tiền kéo và nó cũng không có thủng cái nền này thì nó cũng bình thường thôi. Nhưng mà em có chia sẻ rồi đúng không, dòng phân bón thì nhìn chung là nên đánh ở thị trường ổn định và thường thường nó tích lũy rất lâu nó mới chạy được một cây, thành ra hạn chế vô dòng phân bón ở thời điểm này nha. Rồi tiếp theo là dòng chứng khoán đúng không, dòng chứng khoán hôm nay có những sự tụt giảm trở lại nè. Đúng không? Nhưng volume nó không lớn đâu. Vậy ha. Em để ý như nhịp nè. Thứ nhất, SSI nó hồi lên phiên nè. Nó hồi lên đây, nó chạm lại này, nó gặp áp lực bán tiếp. Đúng không? Đội nó chịu hấp thụ lại. Sau đó cái nhịp nó nhúng xuống tiếp. Đúng không? Nhúng xuống tiếp, và đội hấp thụ lên tiếp. Hấp thụ hai đầu. Lên tới đây coi có ai bán không? Xuống tới đây coi có ai sợ bán tiếp không? Họ hấp thụ liên tục hai đầu như này. À, thì anh chị mình phải thông cảm cho SSI là sao? Cái vùng trên này tương đối dài đúng không? Vô nó rất là to. Cái việc lên đây áp lực bán là chuyện bình thường. Đấy, volume như này rất là tốt rồi. Nha. Thì khả năng là gì, mai nó có đỏ đỏ đây tí thì nó hồi lên tiếp, hay giữ cái biên này là ok nha. Những cái nhịp mà thứ nhất á, nó hồi lên nhanh mình mới sợ, hồi lên nhanh mình bán liền nha. Còn nó không hồi lên nhanh á, mà tích lũy trở lại thì khả năng nó hình thành một cái biên mới và nó chấp nhận nó ăn lại cái hàng ở đây. Thì nó ăn hàng ở đây thành công á, khả năng nó sẽ đánh lên vượt luôn, vượt cái đỉnh này luôn, tùy theo cái yếu tố tích lũy ở đây. Nhưng mà phải buộc là chờ hơi lâu một chút, chờ một vài phiên, từ 3 đến 5 phiên ha, 3 4 phiên gì đấy mới được, không thể nào mà đòi nó nhanh được. Lưu ý cái vấn đề này ha. Đấy nè, những con khác cũng vậy nè, nè gặp kháng cự tương đối dài đúng không, nó sẽ có phản ứng lại nè.
Nè, phản ứng lại vô rất bé nè. Ha. Nè, phản ứng lại nè, phản ứng lại nè. Phản ứng lại nè, đấy. Nè, con này bức đỉnh nè, đúng không? Test lại vô kế tiếp, con này mai chạy tiếp. Nha, riêng con này thì mai chạy tiếp. Lưu ý ha. FPT nè, em có nói giống video ngày hôm qua đúng không? Lên tới đây mà chưa bứt phá thành công thì sẽ có những nhịp tích lũy trở lại trên này. Lưu ý ha, đấy nó đang tích lũy, vô nó cũng bé được hai phiên rồi nè. Để xem con phiên thứ ba, thứ tư nó có bé nữa không. Đấy, lúc đó mình mới có nhận định thêm ha. Nói chung cứ trụ là quan sát nè, tích lũy vô cạn nè. Rất đẹp nha. Rất đẹp nha. Lưu ý con này nha. Nè, tích lũy vô cạn nè. Riêng con này thì không nên. Riêng BNG thì không nên. Nó cao quá. Con này thì vô diện chặn lãi thôi. À, không thủng một cái mức nào đấy anh chị mình cứ cứ cầm. Còn nếu mà nó tăng lên tiếp thì cứ giữ, mà mua thì không khuyến khích. Nếu mua những dòng bán lẻ nên mua những con như là Masan hoặc là MW. Ha, FPT test đẹp thì cũng được. Nhưng mà FPT cũng tương đối cao nha. FPT thì đánh ngắn thôi. Còn nếu muốn chạy siêu sóng á, thì nên chọn Masan hoặc MW. Ha, nhưng mà giai đoạn sau nha, đừng 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 có mua vội nha. Tuyệt đối đừng mua vội trụ ở thời điểm này. Rồi, thép nè. Thép nhìn chung á nè, anh chị thấy không, liên tục bứt lên đây bắt đầu nó bị bán dần nè. Ha, nó bị bán nhìn chung là gì? Thép quanh quanh cái vùng từ 59 trở lên á, 59.5 mà đổ lên từ chạm chạm 60 á, anh chị canh chốt lãi ra dần đi. Ha, và mình chốt ra một phần ở giá 60 và mình chặn lãi ở khoảng giá 59.2 là cái vùng đỉnh cũ này nè, 59 58.5 chặn lại ở phần đấy. Nếu như nó vẫn không thủng được cái đỉnh cũ này thì vẫn nắm được. Mà để chờ xem đã, thì thật sự dòng tiền con này tôi nói mạnh nha. Đấy, nếu mà em nha, an toàn em sẽ chốt giá 60. Phần còn lại em sẽ cầm tiếp và em kê ở dưới em chặn. Có nghĩa là em đặt một cái mức chặn ở dưới để có gì nó không thủng được vùng đáy để em vẫn nắm bình thường. Đó là Hòa Phát, tại bản chất con này nó vẫn mạnh. Em có nói mà nếu thị trường có chết, con này chết cuối cùng thì nó quá lớn đi. Mà nó cứ liên tục nó bứt lên là vô nó cạn dần nè. À, rất là đẹp ha. Nhưng mà những cái con mà cao như thế này nhìn nó cũng ghê. Thành ra là gì? Tránh cái tình huống mà nó bị vòng xuống quá nhanh thì cứ chặn cái mức lãi ở dưới và cứ lên càng cao thì chốt dần. Ha, đừng anh chị đừng cũng đừng có tham quá, nếu mà mua rung khách hàng em thì mua giá 46 lần. Ha, em chốt bớt, em chốt hết giá 57 rồi đó. Còn cái đoạn sau này nếu anh chị là vẫn còn cầm á, trong rung khách hàng cũng có một số anh chị vẫn cầm, tại vì anh chị mình 57 anh chị chốt một nửa à, vẫn còn cầm lên tới đây. Thì nếu vẫn còn cầm lên tới đây thì em cứ nghĩ chốt giá thêm 60. Ha, và tiếp tục kê chặn ở dưới tiếp. Ha, lưu ý ha. Rồi, hoa sen thì sao? Hoa sen cũng vậy luôn, những cái con dòng thép á, cứ bứt lên anh chị chốt bớt giúp em. Nha, cứ càng bứt càng chốt, rất khó để chốt cổ phiếu ở đỉnh. Thành ra chốt gần đỉnh là vui rồi nha. Cứ kệ dưới, nếu nếu mà không dòng lại thì thôi, không cầm tiếp bình thường. Nó như thế. Rồi, xây dựng nè, nay đích hồi rất tốt nè. Ha, lên kháng cự bị bán xuống, cái này là hiệu ứng trong phiên ATC hồi đạp nè. Thành ra không vấn đề gì đâu. Những con như thế này nó đang trong cái đường đi rất là tốt. À, nó bứt lên rất là thành công luôn á. Nè, đất xanh bứt lên nè. Anh chị thấy đất xanh hôm nay đất xanh đánh 4% nha. Anh chị này gần 5%, gần cây trần á. Cái biên chạy đất xanh nay gần trần á, anh chị thấy là đất xanh mỗi lần nó đánh là hay đánh vậy lắm, nó bứt lên giá trần và nó giảm là giá sàn, thấy anh, là cái biên con này khá là ghê ha. Cho nên đất xanh nó thực sự mà anh chị muốn đánh đất xanh á, hãy chờ cho nó bứt cái vùng này hãy đánh, còn không thì thôi đừng có đánh nó dưới. Cái con này em để ý mấy lần này, lần nào nó lên cái nó bị bán xuống liền à, cứ lên kháng cự này lấy dòng về xong rồi nó hồi lên kháng cự xong dòng về tiếp, rất liên tục là ba cái vùng đỉnh này là chưa vượt được của đất xanh rồi. Thành ra con này tương đối nó nhạy cảm, tại vì cứ lên vùng đấy nó xuống hoài à, nó tạo tâm lý cho anh chị nhà đầu tư khá nhiều. Thành ra nếu mà thật sự chắc chắn, nếu như họ giữ được cái biên trên này và họ đánh vượt luôn cái đỉnh cũ á, thì lúc đó hãy vào, không thôi nha, cứ quan sát thôi. Con đít này là khác, con đít này là mẫu hình đánh theo mẫu hình và đang hồi rất tốt nè. Một cái đà hồi mà lực bán yếu như thế này thì nhìn chung anh chị cứ cầm tiếp mà nó sẽ hồi lên tiếp, lưu ý ha. Đấy, anh chị nào có cầm này nè cứ hồi lên đây tiếp ha. Với cái độ chiết khấu này, với cái độ vôn vô như thế này, em nghĩ nó sẽ hồi lên lại cái đỉnh cũ này đấy, đâu đó khoảng tầm giá 30 31, lưu ý ha. Ngoài ra thì có hai con này là được nhất trong dòng xây dựng, ngoài ra mấy con kia em thấy không ngon là được hết trơn ha. Những con này thật sự là nếu anh chị mình thấy nó cân bằng, anh chị mình nên hạ đi, nên bán đi, chứ nếu mà kỳ vọng nó hồi, nó không hồi đâu. Những con như này hồi lâu lắm nè, nó không hồi nổi đâu ha. Lình xình mà gần gần 17 cắt đi đấy, riêng những con gãy như này nên cắt nha. À, nó yếu quá không có hồi được nè. BBH à, nhìn chung cũng giữ lại được nè ha, cũng giữ lại được, nhìn chung thì giữ thêm một vài phiên xem như thế nào ha. Nếu nó hồi lên được thì ok, nếu mà hồi lên có vôn á,
vol nó đạt á, thì có thể nắm tiếp. Hồi lên mà không có vol thì đâu đó khoảng tầm giá 58 anh chị mình hạ cũng được nha. BMI hôm nay rất tốt nè, hôm nay bị bán ngược cho ATC thôi. Đây nè, đấy, thành ra không có vấn đề gì đâu. Nhìn chung những vùng như thế này, nhìn chung á, là BMI mà nếu up lên được đâu đó khoảng tầm giá 29.4 anh chị canh bán nha. À, là ok rồi, em thấy từ đây lên tới đây là cũng lên được bao nhiêu phần trăm nha. 8% đúng không? Ok đấy. Còn nếu mà muốn bứt đỉnh á, thì nó đi ngang ở đây thêm vài phiên bứt đỉnh được. Ha, con này nhìn chung dòng tiền nó không có bị thoát ra. Với lại nó cũng không có bị điều chỉnh trong nhịp trước, thành ra nhìn chung nó vẫn ok. Ha, thanh khoản con này hơi bé, nếu anh chị nó có cầm thì anh chị cứ theo cái follow theo cái nhận định của em nha. Con này tôi nói tốt nè, con này giống con đít nè. Ha, đánh úp lên gặp kháng cự bán lại tí vốn bé không gì cả. Ha, cứ tích lũy đây vài phiên rồi đánh vượt. Không sao hết nha. Có những con nó vẫn tốt, có những con nó không tốt lắm. À, TNG này đang tích lũy tốt nè, vốn bé dần nè. Những con này sẽ có những nhịp úp ngắn lên khoảng tầm giá 23 24 nha. Đấy, là như thế. Rồi hôm nay Vinamilk gãy nữa đúng không? Vinamilk thủng nữa nè. Nhưng mà anh chị thấy nhìn vol không? Hôm nay vol còn cao hơn 2 vol trước nữa. Với liên tục nhiều cây vol liên tục to như thế này, khả năng trong vài phiên tới Vinamilk sẽ tạo đáy. Ha, liên tục là những dấu hiệu báo hiệu là Vinamilk sắp đáy rồi. Thành ra nếu anh chị cầm Vinamilk thật sự nha, ráng cầm thêm vài phiên đi anh chị. Ha, thật sự đấy, những con như thế này chú ý một chút. Ừ, nó đánh như thế này là khả năng nó đang hấp thụ một cái lượng hàng rất lớn nha. Không ai bắt đáy giá này đâu anh chị, bảy gì cổ phiếu rất lớn. Họ đang hấp thụ lại cái lượng bán ra của nước ngoài á. À, họ hấp như thế này là nhìn chung tôi nói nhiều rồi, thành ra anh chị chịu khó khăn nên vài phiên nữa nếu anh chị còn cầm. Còn nếu anh chị nào muốn bắt Vinamilk thì cứ chờ thêm mà bắt. À, cứ chờ thêm từ từ nó hồi lên hẳn bắt, đừng có bắt sớm nha. Đấy, nhìn chung trụ thì hôm nay bị đạp khá nhiều ha, bị đạp ATC á. Ừ, điều chỉnh trụ một chút. Nhìn chung trụ nó vẫn giữ trong một cái biên nhất định của nó thôi. Và nó sẽ là chú ý cho nhịp sau nha. Bây giờ mà nếu chú ý chứ còn chú ý trụ thôi, còn những con kia anh chị cứ canh hồi anh chị bán. Còn dòng băng thì canh cứ những con đặc biệt em follow á, những con đấy có lãi thì canh chốt nha. À đấy, đừng có cầm lâu, những con nào có dư địa mới cầm, con nào không có dư địa thì thôi. Và những con nào đánh cao cao rồi á, thì cứ canh chặn lại mà chốt, đừng có mua thêm. Động thái bây giờ anh chị nhớ nha, sau cái phiên rung lắc ngày mai, khả năng sáng mai nó sẽ có một tí rung lắc, anh chị cứ canh thôi. Tại vì sao em thấy là cái phiên bắt đáy này nè, chủ yếu nó đến từ dòng ngân hàng là nhiều, nó không có đến từ các dòng khác đâu. Bản chất anh chị nhìn cái phiên đó anh chị cũng biết, có một mình dòng ngân hàng đánh thóc lên là mấy dòng kia không đánh nhiều. Thành ra cái khả năng bắt đáy vào ngày mai em nghĩ là không quá lớn đâu. Ha, thành ra là anh chị mình cứ chịu khó rung lắc vào phiên sáng và nó sẽ có những sự hồi phục lên vào phiên chiều. Nó hình thành như biên tích lũy thì khả năng là tuần sau nó mới chạy. Ha, thị trường bây giờ nó đa số các mã cổ phiếu nó đều như vậy cả. Anh chị lưu ý vấn đề này ha. Thành ra là gì, nó tiếp tục nó lên xình thì tuần sau nó sẽ có những nhịp kéo ốp lên. Thì cái ốp lên mình sẽ canh hạ những cái dòng nào mà có kháng cự trên tương đối dài thì cứ hạ ha, về lại những vùng gần giá vốn của anh chị hạ là ok rồi. Đó là cái tình cảnh chung đối với anh chị mình đang cầm hàng mà không biết xử lý như thế nào, đúng không? Còn nếu anh chị nào mà đang cầm tiền đi, cầm tiền đứng ngoài mà cầm nhiều tiền đi ha, hoặc anh chị bán là lỡ cắt ra mất tiêu rồi à, mà giờ cũng không có gì để cầm nữa hết, thì anh chị muốn mua thì anh chị cứ chờ thêm nha, cứ chờ thêm sẽ xuất hiện điểm mua xài những điểm rung lắc. Lưu ý vấn đề này ha. Đấy, còn những chị nào đang có lãi dòng băng cứ chuẩn bị nha, chốt lãi băng qua sẽ có dòng để mua đối với anh chị trong khách hàng của em. Dạ rồi. Để em xin cảm ơn các chị xem video ngày hôm nay anh chị ha. Nhìn chung là những thông tin về của em nằm dưới phần mô tả. À, nhiều anh chị xem mà không có biết phần mô tả nằm ở đâu đúng không? Anh chị xem cái video như thế này nè, anh chị bấm ở dưới có cái chữ hiển thị thêm nè, xem trên điện thoại hay xem trên máy tính nó cũng có, bấm này nó sổ ra nguyên tràng nè. Đây là những thông tin của em ha, anh chị xem anh chị mình liên hệ anh chị ha. Dạ rồi, thì nhìn chung bây giờ vừa nay mình đang có yếu tố tích lũy lại trên vùng này, ngày mai có một tí rung lắc, nhưng mà em có nói rửa mong thị trường nó sẽ rung lắc nhưng mà nó giữ trong một cái biên trên này thôi. À, em kỳ vọng là nó đáng lẽ nó phải đánh úp lên luôn á, thì nói chung là em có nói là hưng phấn nó không bền thì canh bán ha. Còn nếu mà chủ động họ không muốn hưng phấn, họ linh sinh ở đây á, là họ đang có yếu tố tái tích lũy trở lại, thì đây là những dư địa của thị trường nha, những dư địa của thị trường đấy, lưu ý ha. Còn nếu mà thị trường mà có những nhận định nó về lại 1.200 hoặc là về lại 1.000 nha, nếu thị trường mà về lại những vùng này là coi như bể luôn á anh chị biết, ai cũng kỳ vọng xuống dưới này để mua đó, mà khi mà đã về tới đây rồi là khả năng là gì, là bể luôn ha. Cái gì mà khi nó vòng xuống trở lại là không bao giờ còn nữa. Lưu ý vấn đề này nha, tới bây giờ họ vẫn giữ trong phiên, anh chị thấy rất chán nản. Tiền thì họ không vào, tiền ở ngoài họ không thu hút vô được, rồi họ đỡ giá và lình xình rất lâu,
Tái tích lũy đồng ý là rất chán, nhưng mà đó chính là những cái động thái mà dư địa thị trường giai đoạn sau. À, lưu ý vấn đề này giúp em. Đấy, và xử lý phù hợp nha, xử lý phù hợp. Anh chị cầm tiền cũng lưu ý. Anh chị ha, dạ rồi. Em xin cảm ơn các chị xem video ngày hôm nay.